Anh em nhé, hôm nay em sẽ review cái món khuyên hàng liếu thung của ông anh ông để lại để gọt tiền hàng VIP này. Tiền những hàng này được bao nhiêu ngày lòng à? Tiền hàng tháng lòng hơn tháng lòng à? 2 tháng con, 2 tháng lòng. Tiền những con VIP à? Thì bây giờ em sẽ treo từng con một, em sẽ review từng con một anh em nhé. Ok. Vậy treo từng con ra đây, từ từ chờ tí đã. Anh em nhá, đây anh em này. Con đầu tiên này, con thứ nhất này. Treo đây. Anh em nhé, con thứ hai này, con thứ hai treo lên, mọc vẫn nhát như điên, mọc dở, ăn cám là ăn cám số 1, anh em nhé, Thủy Tuấn số 1. Thank you.
Anh em nhá, con thứ ba này, con số ba nhá, đây, con số ba lên tiếp này, trên là mọc thôi. Đây anh em này, con đầu tiên này, con số 1 này, con này hôm nay líu không được căng lắm tại vì là sợ máy quay thì ạ. Con này líu kinh khủng luôn, suốt lên mồm từ sáng đến chiều luôn. Còn con số 2 này, con số 2 này, con số 3 này, đây con số 3 này, mọc chỉ hơn tháng thôi, mọc dở thêm một dở thôi. Treo ra bắn. Ok anh em, để hẹn anh em clip tiếp theo.